Rồi, chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn kinh doanh của Duy Nguyễn. Hồi nãy là Duy Nguyễn chia sẻ bạn một số cái tiểu xảo trong ngành SEO membership. Còn một nhánh kiếm tiền rất lớn trong ngành gym đó là nhánh PT. Đó là lý do các em đóng 50 triệu vô THOL Academy để đổi đời. Là cái mức thu nhập PT trung bình bây giờ trên thị trường là 60 triệu một tháng. Tụi nó nói là Duy nói xạo các bạn. 60 triệu là chưa lái đó. Nha. Nó lái khác nha, không phải bậy bạ mà cái đầu bị kỳ vậy. Đó. 60 triệu là chuyện bình thường, đối với Duy 60 triệu là chuyện bình thường. Đâu không phải là đối với Duy làm mà tức là tức thằng PT dở nhất. Mày so với thằng PT mà cao cao á, 60 triệu là chuyện bình thường. Bây giờ tôi hỏi ông nha. Ông trả lời không được ông thua thôi nha. Bây giờ một người á ăn học đại học ra trường, đúng không? Đi làm thuộc dạng là khá giỏi, thôi, không cần giỏi. Đúng không? Trình độ cân bằng hết. Đúng không? Sau khi đi làm là chừng 3 năm. Đúng không? Cho công ty nước ngoài hay nhà nước hay tập đoàn tư nhân hay Vingroup, VinFast thì tôi không biết. Thu nhập 20 triệu. Thì bạn có coi đó là ảo tưởng không? Bạn trả lời đi. Các bạn có coi đó là ảo tưởng không? Còn bây giờ một thằng tập gym 3 năm thì nó có phải giống như cái thằng học đại thằng đi làm 3 năm không? Môi trường thực hành, trải nghiệm bản thân, experience, mối quan hệ xã hội được. Đúng chưa? Mà nó lại đẹp nữa thì thu nhập nó gấp 2, gấp 3 lần thằng kia, có gì vô lý không? Nope. Đúng chưa? Sao mấy bạn cãi được? Còn bây giờ các bạn một body của bạn không ngon mà phải chịu thôi chứ giờ sao? Ví dụ body các bạn không ngon mà cái đảo bạn ngon thì bạn làm sao bạn được cái thằng body ngon mà cái đảo đó ngon? Đúng không? Ủa bạn tưởng đâu nghề PT bèo bọt hả bạn? Không có bèo đâu. Tùy thuộc vào bạn như thế nào thôi. Nhiều khi bạn tự gắn mình cho bạn chữ PT mà thôi chứ. Vậy bạn có hiểu PT là gì chưa? Bây giờ tôi kêu PT làm tôi đi bọt. Cái sao nói ủa em vậy tập tạ cho nó làm kế toán đâu anh? Ờ vậy không làm kế toán gì mà làm cu ly đi chứ làm PT gì? Phải trưởng, phải cái PT em dạy tập tạ chứ em dạy làm kế toán. Mà cái này bọt không biết làm nữa mà đòi làm PT. Đó. Nhiều cái vấn đề trong đây lắm bạn. Chức năng sinh lý cơ thể, cơ xương khớp, tình dục, sex shit không biết mà đòi làm PT. Nhiều cái lắm chứ. Ngoài lý thuyết ra đó cũng phải kinh nghiệm thực tiễn. Nên tôi khẳng định với bạn lần cuối PT 60 triệu không có gì vô lý cả. Nhất là trong ngành gym hiện nay. Nha các bạn. Trời, ủa tôi tự nhiên nói này chi ta? À, hồi lộn hộn, hôm nay qua vấn đề là xử PT. Có biến các bạn. Thật sự các bạn lên có biến. PT bình tân luôn nè. Có biến chứ, có biến mới nói, không biến nói làm gì. Mà tôi thì có tôi chẳng qua anh Duy Nguyễn á, là giám đốc của công ty thôi. Chứ mà Duy Nguyễn là cái thằng bình thường mà Duy Nguyễn đi bóc phốt. Trời đất ơi, má đi phốt tựa lừa luôn. Phốt kinh lắm. À, nhưng mà không bóc được nha các bạn. Thì bây giờ á, PT á, thì giờ giang hồ ai cũng biết PT mà... mua ít á, thì tiền mắc mà mua nhiều tiền rẻ. Chuyện ai cũng biết đúng không? Mua mắc là cái gì? Ta gọi là một buổi dạy. Một season là bao nhiêu tiền? Bây giờ giang hồ cứ 500 cộng trừ. Wow. Nhiều nữa mệt quá. 500 cộng trừ. Chơi mắc không? Mắc không? Nope. Mắc thấy mẹ sống mắc thằng nào cũng nói mắc là dối lòng đúng không? Hợp lý không? Bây giờ 500 ngàn một giờ. Mắc hay rẻ? Sợ, nhiều khi các bạn sợ tôi đam, các bạn không dám nói mắc thôi chứ trong đầu nghĩ mắc thấy mẹ luôn là một ngày chưa được 500 nữa. Làm, mới làm một giờ 500. Nhưng mà thực tế đó là như vậy. Đó, còn PT bên Mỹ 100 đô. Wow. Tùy chỗ, có chỗ mắc hơn, chỗ rẻ hơn chút. 100 đô là 2 triệu 3. Đúng không? Ở Việt Nam 500 ngàn. Đó, 700 cũng có. 400, 300 cũng có luôn. Giá nó bằng vậy đó. Vậy thì giờ đối trên góc độ khách hàng, những ai cần tập PT, những ai theo tôi thấy thằng nào cũng cần hết á, quan trọng có tiền không có tiền thôi. Cỡ nhân viên Nguyễn này cũng cần PT nữa nè ông nội, không có PT tập khỉ khô gì. Nó thiệt, nhiều khi nói ra các bạn nói tôi dụ các bạn mua PT, không phải, góc nhìn cuộc sống các bạn thôi, đúng không? Góc nhìn cuộc sống các bạn thôi. Giờ ví dụ như giờ bạn đi spa đó, rửa mặt cho bạn mua lotion về nhà bạn rửa mặt thì có khác nhau hành vi không? Nope. Đâu khác nhau hành vi đâu, nhưng mà nó khác nhau về môi trường và đẳng cấp. Đó, mà đã khác ngay về chất lượng, bạn tự rửa mặt sao bạn người ta rửa cho bạn. Mà sao nó phê bạn nữa, đúng không? Thịt chạm thịt nhớ nhau suốt đời. Đúng chưa? Có những cái thằng nam mà đi spa nữ vậy đó, vô rửa mặt. Chi vậy? Chi vậy?
Không. À, vậy thì BT kiếm tiền bằng cách nào? BT kiếm tiền bằng tiền số dạy với bằng cách nào? Đúng không? Đầu tiên lương căn bản, xong rồi tiền số dạy, xong rồi tiền phần trăm, thế thôi. Wow. Tiền phần trăm là gì? Là dựa trên doanh số ông cam kết, ông đặt ra với leader, hoặc leader đó ban cho ông doanh số đó, ông tháng ông chạy đúng doanh số đó, phần trăm ông cao. Ví dụ giao cho ông tháng chạy 100 triệu, 200 triệu gì đó. Ông chạy được cái đó thì phần trăm ông cao, ông ăn cái tiền phần trăm đó là một tháng dùng khúc. Cái tiền phần trăm không là 30-40 triệu rồi, ví dụ vậy. Ví dụ giờ ông nghĩ coi, ông chạy 200 triệu, nó chia cho ông chừng 10% thôi, được 20 triệu rồi đó. Tôi nhớ mức phần trăm tôi nó đại thôi à. Duy nó đại. Tức là Duy cho bạn cái mức gọi là cách tính tiền thôi. Rồi sau đó tiền mới đi giải lên chi, giờ tính nhiêu tiền, mà phần trăm càng cao giờ càng cao. Wow. Hiểu chưa? Vậy thì cách kiếm tiền của BT giờ càng cao là gì? Cách BT kiếm tiền là gì? Bán nhiều dạy nhiều. Đó mới công thức đó đó. Vậy thì bán nhiều dạy nhiều, giờ nó mới xào chẻ tôi nè. Tôi mới nói chuyện ngày hôm nay nè. Chứ nếu mà nó không làm gì tôi nói chê trời. Vậy tôi tóm lại là gì? Lợi ích nữa. Đâu bài toán ba bên. Yes. Nhớ 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 bài toán ba bên gì Duy Nguyễn chưa? Duy Nguyễn có những khái niệm để đời mà phải nhớ. Tập thể hình là ba tư thế. Bây giờ trong kinh doanh là bài toán ba bên. Bài toán ba bên chứ không phải là hai bên. Mấy ông nội nhìn hai bên không có đủ. Ba bên là gì? Khách hàng, đúng không? Nhân viên và chủ đầu tư, đó ba bên. Bây giờ á, thật sự luôn. Có ăn kèo hát luôn, mới đợp cái gói tập mà 300 buổi BT chỗ tôi nó bán luôn á. Wow. Gói tập 300 buổi. Bạn nghĩ coi, không có ai đâu mà đi mua cái tập 300 buổi, nó ghê không? 300 buổi là hầu như là bạn tính cái 1 năm là ngày nào cũng tập rồi đó. Nó là gói tập 300 buổi. Gói tập 300 buổi thì số, để coi tiền mấy chữ số. 9 chữ số. Wow. Tiền 9 chữ số. Gói tập 300 buổi đó. Thì hỏi bạn cứ bán gói tập 300 buổi chủ đầu tư vui không? Yes. Trả nợ thấy mẹ luôn sao vui? Trả nợ làm sao? Làm vậy nè, tính cho nghe, bảo đảm sốt luôn. Thí dụ như giờ gói tập 300 buổi đi. Nó bán gói tập 300 buổi để sao được nhiều tiền, mà được nhiều tiền phải thỏa mãn điều kiện 1. Điều kiện 1 là điều kiện target. Từ điều kiện 1 nẻo qua điều kiện 2, anh ăn điều kiện 2. Điều kiện 2 cộng điều kiện 1 ra điều kiện tiền tháng mới nhiều. Là thằng bán bao sướng. Mua cũng sướng nữa. Đúng không? Bây giờ nếu mà gói tập 300 buổi nó bằng gói tập 100 buổi thì nó mua 300 buổi làm gì? Hợp lý không các bạn? Thì chắc chắn người ta sẽ mua là 300 buổi để cho rẻ hơn. Vậy thì ông nội mà khách hàng mua 300 buổi là tiết kiệm được tiền trên từng buổi dạy hoặc là trên tổng số tiền. Đó, rồi thằng bán thì nó cầm một cục. Thằng bán phải tôi phải thằng bán nha. Thằng bán nó cầm một cục, nó ăn một khúc cuối tháng, vợ đẻ con đau nghỉ. Đồ mà vợ đẻ con đau nghỉ, gặp chủ đầu tư là ngu, không ràng buộc. Thôi mày nghỉ kệ mày, xong rồi biến luôn. Còn không có đâu, ở đây nghỉ, chụp tiền là không trả. Đúng không các bạn? Hợp lý không? À, phải chụp nó lại chứ, mày bán đã rồi mày nghĩ ai dạy mày. Tại vì cái này khác à. Nó dạy tiền khác mà thằng khác dạy tiền khác. Cái này mấy ông sao biết? Đúng không? Không biết được đâu mấy bạn, này Duy Nguyễn nói bạn không biết. Bây giờ tôi nói bạn, tôi không nói số cụ thể, tôi chỉ nói cho bạn hiểu thôi. Ví dụ bây giờ cái thằng đó nó bán cho ông khách đó 300 buổi, nó dạy ông khách đó sẽ là 200 ngàn một buổi. Đó, nhưng mà thằng khác vô dạy có 50 ngàn. Thằng khác vô dạy có 50 ngàn thôi. Vậy thì cái trường hợp mà thằng bán 300 buổi xong nó nghỉ. Hợp lý chưa? Nó nghỉ một phát một. Thằng khác vô dạy ăn cục xương 3 năm luôn, lộn ăn cục xương 1 năm luôn. Xong ông khách bị gì? Bị sơ vịt đau. Đúng không? Ông khách bị sơ vịt đau nữa. Bởi vậy này á, nếu mà nó bán cho mình mà xong nó nghỉ dạy lôi theo đòi tiền nữa. Đúng không? Cái này là chỗ này là thằng đó lừa khách á. Thật sự đó các bạn. Nó lừa khách lắm, phải đùa đâu, chỗ tội để kiện nó được á. Nha. Mày hiểu nó lừa chưa? Em hiểu nó lừa luôn. Thiệt cái mày đi quay phim là đúng rồi mày ơi. Chứ mày vô mày học tao học trời mày, tao dễ lên tao xong quá. Này nó đi quay phim là đúng rồi các bạn. Trời ơi, tao mới nói mày cái gì? Cái người bán đó đó, đúng không? Người ta bán cho khách đó là nó sẽ dạy khách đó luôn, mà nó dạy khách đó được 200 ngàn một giờ, ok. Rồi bây giờ thằng đó nó nghỉ ngang, nó lãnh xong cục tiền đó, nó nghỉ rồi. Bây giờ thằng khác vô dạy, ví dụ như Sike Đạt là vô dạy đi. Thằng Sike Đạt là dạy được có 50 ngàn một giờ thôi. Hiểu chưa? Thì một thằng dạy 50 ngàn một giờ với một thằng dạy 200 ngàn một giờ, thái độ thằng nào ok hơn? Thằng 200 ok hơn đúng không? Mà giờ nó nghỉ mẹ rồi, thằng này có 50 à. Thì có phải là service down chưa? Mày hiểu được chữ service down chưa? Em hiểu được chữ service down rồi thì có phải là cái thằng bán cho ông khách đó 300 buổi nó lừa đảo ông khách đó không? Yes.
Trời ơi, người ta nói một lần hiểu, thằng nhân viên tôi nói 3 tiếng nó mới hiểu. Thật sự mánh mông lắm. Trong nghề nó vậy đó bạn ơi. Đừng tưởng đâu PT chứ có PT không có não. Không, PT lừa đảo siêu thầy luôn chứ. Đừng đâu PT không có não. Rồi, nói tóm lại là tôi không muốn tình trạng nó xảy ra nha. Nè, cam kết với bạn luôn. Bởi vậy á, khi mà bạn nào mà mua gói PT dài hạn á, tôi chỉ các bạn là đứng trong độ khách hàng nè, không lừa đảo ai cả, mẹ ràng buộc khứa đó. Mày bán sao á, đúng không? Mày bán mà mày nghỉ ngang á, là không những là mày phải đi mày dạy tao đủ buổi nha, không đủ buổi tao kiện mày đó. Cái này là dân sự giữa hai bên. Đó, cái này là dân sự giữa hai bên. Nói chung cái này là thủ đoạn thôi bạn. Còn không á, lôi ba bên ra luôn, lôi leader đó ra này, tôi ký công ty, ký với này. Ký ai? Đó, giờ ký với công ty đúng không? Ký công ty chịu nhiệm, thằng này chịu nhiệm đúng không? Đó, vậy thì công ty phải ràng buộc này tao mới bán tôi gói bụi chảng của chừng nó chạy nè. Thường thường nó chơi hay chơi hụi chót lắm mấy bạn. Hay chơi hụi chót lắm. Biết hụi chót không? Trời, kiến thức giang hồ yếu nữa. Hồi nhỏ má mà dưới quê chơi hụi với mày. Hụi chót là vậy nè ông nội. Thí dụ như bình thường á, cây hụi 1 triệu đi. Người ta vô người ta bỏ 100 thôi. Tự nhiên má mày bỏ 500 để má mày hốt. Đúng không? Tại sao má mày bỏ 500 để hốt? Để má mày giật nợ chứ để làm gì? Đúng không? Nếu mà mày cầm hụi mày non kinh nghiệm á, không có kinh nghiệm gian lắc á, thì không có đề phòng được kèo này. Ủa 500 ai cho hốt? Xiết với tờ nhà canh cửa 24/24 mới cho hốt. Hồi đóng rồi. Đầu thai kiếp sau đóng 50 triệu đền dạy cho mày ơi. Chán mày quá. Thôi. À, xong rồi cái gì ta? Mục tiêu chính là nói quay là vấn đề của tôi. Vấn đề của BT tôi mới ra gói thiệt bạn. Nó ra gói nó cười te tét luôn 300 buổi. Nó cười te tét. À, em hit target rồi anh ơi, đứt đời em hit target rồi mừng quá. Ơi, sếp ơi em hit target rồi. Mày hit target kệ mày cho tao buồn thấy mẹ luôn. Không sao buồn. Tôi còn ăn được gì đâu mà vui. Tôi ăn hai chữ trách nhiệm. Không có vui. Tại vì nó bán cái gói nó dưới sàn. Thấp quá. Đúng không? Ví dụ như bây giờ á, tôi ra cái điều lệnh á là bây giờ cái gói BT mà rẻ nhất là số A. Xong cái đó đưa thừa Covid rồi dân trí rồi vô lộn Covid xong rồi kinh tế đi xuống rồi thu nhập đi xuống rồi nó đưa xuống số B. Đó là tức là nó bán dưới giá là cái nhất. Nó bán dưới giá là cái nhất. Cái thứ hai á là một cái gói dài hạn vậy á là trách nhiệm của công ty là khá là lớn. Mà khi mà nó bán dưới giá như vậy thì mà cái tiền dạy của nó lại cao, tiền phần trăm lại cao là cái gói 300 nó ăn gần hết luôn. Tức là cái bộ phận gọi là mình tạm gọi là bộ phận gì ta? Bộ phận kinh doanh. Mình tạm gọi là bộ phận kinh doanh nó có nhiều ban bệ trong đó. Nó ăn gần hết luôn, công ty không còn ăn được, công ty còn ăn được hai chữ trách nhiệm. Thì bạn hỏi tôi vui hay không? Tao vui là tao vui cho mày bán được. Chứ còn thật lòng tao không vui chút nào hết. Vậy tại sao mày không đổi gói đó thành gói chừng 3-6 buổi mà chừng 10 gói đi? Bảo đảm anh mày vui liền. Đúng không? Bảo đảm vui liền. Tại vì 300 buổi mà 36 buổi nhân 10 thì 360 buổi. Thì mà cưa cái đó thơm hơn. Mới làm ăn mà nhiều khi nó nói thiệt chứ bạn, nỗi cái gì? Cái niềm vui của nhân viên là cái nỗi buồn của chủ đó mà. Đúng không? Nó phản ánh vào cái gì? Phản ánh vào những cái gói dịch vụ service kiểu đó đó. Nãy mà sale là giờ tới con BT nó tán thêm cú nữa. Đúng không? Nó tán thêm cú nữa, hai cái đứa nó xúm lại tán tay mặt trái mặt phải tán cho nè. Rồi xong rồi còn cái nữa là cái gì? Ngày lãnh lương là niềm vui nhân viên mà ngày buồn của ông chủ nữa. Tôi nói thiệt các bạn, trong cái quan hệ giữa nhân viên với ông chủ đó, nó có quan hệ gọi là cộng sinh. Nhưng mà nó cũng có quan hệ đối lập nữa. Nó vậy đó. Nên mình sống trong một cái môi trường mà đầy áp lực như vậy. Nó khổ lắm bạn. Đừng làm chủ như tôi, làm lính nhân này đi sướng. Ví dụ như nó bị tôi la đi. Nó gì nó cảm xúc nhất thời. Về nó tối ngủ quên bà rồi. Tôi trăm công nghìn chuyện, có la nó cũng phải trả lương cho nó. Chứ nếu mà la nó mà không trả lương cho nó, tôi la cả tháng luôn, khỏi trả lương. Đó, thì thông qua cái video này hy vọng các bạn hiểu được số kiến thức giang hồ cũng như là cái nỗi niềm của thằng làm chủ như tôi. Cảm ơn các bạn theo dõi video, nếu hay thì like, comment nhiều đi để tôi biết được các bạn thích. Và tôi sẽ tiếp tục series này nha. Hay thì mua sub đi ba. Like, share là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.